Ok, xin mời Trung. Dạ, em chào anh Thơ Quang. Chào tất cả mọi người, chắc tối cũng hơi muộn nên em nói có nhỏ quá không anh? Nghe anh nghe rõ mà. Dạ, thì qua nghe chia sẻ của anh Việt rồi anh Trúc Phan thì em cũng cơ Anh bản cũng gặp. xin lỗi Trung chút xíu, anh xin trả lời cái câu này của Hoàng Nguyễn cái này mời Trung, xin lỗi Trung nha. Dạ. Tức là bạn Hoàng Nguyễn nói là người Mỹ bây giờ Covid không làm cho dân Mỹ hoang mang nữa. Người dân đi làm đi học du lịch bình thường rồi bạn, bằng chứng là tôi đang đi du lịch về miền biển Tây đây. Thì mình cũng nói với bạn Hoàng Nguyễn nghe luôn. Người dân Việt Nam bây giờ họ cũng chẳng hoang mang nữa. Nha. Dân Việt Nam cũng bình thường, cũng vẫn đi du lịch bình thường. Điển hình như mình luôn nè, mình cũng đang đi về miền Tây nè. Mình ở miền Tây và hàng ngày mình đi review cuộc sống người dân miền Tây như thế nào cho mọi người xem. Đúng không? Thì vẫn bình thường, không có gì cả. Còn cái chuyện gì chính phủ, trách nhiệm của chính phủ thì họ vẫn phải làm. Và lâu đó thì người dân cũng phải là tự ý thức bảo vệ. Thế thôi. Ok, anh xin mời Trung. Dạ thì qua nghe ngay từ đầu chương trình rồi anh Việt anh Chu Phan chia sẻ thì em cũng cơ bản đồng tình thôi. Thì thực tế ra như anh Chu Phan đã nói đó, thì bất kỳ ở một quốc gia nào thì cũng có cái mảng mảng phía sau cái bóng tối của nó, bởi vì chúng ta cuộc sống của chúng ta thì cũng có ban ngày và có ban đêm, thì quốc gia cũng vậy thôi. Thế nên là không thể tránh khỏi, mà chúng ta có thể không riêng gì ở đây, có thể nói là không toàn nước Mỹ, nhưng mà chúng ta có thể nhìn ngay cả ở Cali hay là ở Westminster hay là ở Bonsa của các anh ấy, thì cũng có người vô gia cư vậy. Thực ra cái bức tranh này thì các anh cũng đã nhìn thấy toàn cảnh đấy, chẳng qua là các anh ấy giấu nhẹm đi, các anh cũng đề cập đến, mà các anh chỉ nói đến những cái vấn đề mà các anh ấy có thể nói được ở trong nước. Và anh em có thể để ý thấy là các anh chỉ nói tiếng Việt thôi, chứ các anh có dám nói tiếng Anh đâu. Và các anh cũng không bao giờ dám đề cập những vấn đề đó, chúng ta phải hiểu. Đấy, hiểu một phần là giống như trưa nay em đã chia sẻ đó, người ta lên người ta nói thì cũng có mục đích và lợi ích cả trong đó, chứ không không ai mà không không mà ngồi không mà nói thì người ta lấy gì người ta sống, đúng không ạ? Chúng ta hiểu. Và có những cái clip thực tế bây giờ các cái phương tiện truyền thông nó rất là nhiều, các nền tảng xã hội người ta đăng rất là nhiều, và đặc biệt là những người Việt ở Mỹ người ta chia sẻ cũng rất là nhiều, không riêng ở Mỹ mà kể cả các nước khác, kể cả Úc hay Canada cũng có. Thì anh em trong nước chúng ta thì xem thì cũng thấy cả thôi, đó là thực tế chứ không phải là sử dụng Photoshop bằng hình ảnh hay cái gì cả, thì chúng ta thấy chuyện này nó cũng bình thường thôi. Thế thì các anh cũng thường xuyên các anh chống phá, thì không phải đến bây giờ mà 30 năm qua rồi các anh vẫn đều như vậy cả đấy. Thì cái nếu như mà các anh ấy nhìn một cách nhân văn hơn, một cách có cái cách nhìn nó đa chiều khách quan hơn, thì các anh sẽ có nhìn nhận đánh giá nó khác. Nhưng mà vì một vài lý do nào đó, có hai nguyên nhân như trưa nay chúng anh em tao đã chia sẻ, có thể đối với các bác lớn tuổi thì các bác vẫn ôm lòng thù hận vì cái phồn vinh giả tạo các bác được hưởng, thì mình cũng có thể thông cảm được một phần. Những các anh trẻ tuổi bây giờ các anh chả có liên quan gì, thế nhưng các anh cứ thường xuyên các anh xuyên tạc thì chúng ta cũng có thể hiểu được đấy, nó cũng có lợi ích trong đấy cả đấy, thì cũng không phải là tự dưng các anh lên các anh nói không không vậy đâu. Các anh nói không không thì làm sao các anh lấy tiền đâu các anh sống được, đúng không ạ? Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là qua cái thông tin anh chia sẻ cái bài báo đó, thì em có lên tìm trên các cái tờ báo có tiếng của Mỹ, thì cơ bản là từ Fox News hay là Washington Post hay là New York Times, thì người ta đều chia sẻ một cái bài, người ta đều nêu một cái bài viết, có nghĩa là em không tính tỷ lệ phần trăm, nhưng mà có nghĩa là khi mà cái chủng Omicron này nó bắt đầu phát triển, nó bắt đầu lây lan á, thì CDC của Hoa Kỳ đã tính được là nó sẽ chiếm khoảng 73,2%. Nó là ước tính sẽ chiếm được 73,2% số người số ca lây nhiễm mới đó, thì Omicron nó sẽ chiếm 73,2%. Tuy nhiên là đến thời điểm là đến vào ngày 18 tháng 12 vừa qua đó, thì người ta thống kê, người ta tính toán lại thì nó chỉ chiếm khoảng 22,5% số ca nhiễm mới thôi, chứ không phải là tỷ lệ cao như các anh nói ban đầu.
Đó là tất cả các báo của Mỹ người ta đều nói như vậy. Còn cái nội dung thì Ừ. tuy nhiên nó rất là dài thì cũng không có thể chia Ừ. sẻ được. Thì anh em chúng ta có thể lên các cái trang báo của Mỹ hoặc CNN, nó đều có hết, chúng ta cũng có thể đọc được. Dĩ nhiên là cái phần dịch của chúng ta thì nó không được liền mạch, nó không được văn vẻ, thì chúng ta sắp xếp lại dữ liệu chúng ta sẽ hiểu thôi. Còn các cái vấn đề khác á, thì các anh cơ bản đã nói rồi. Thế nhưng mà ở đây em muốn chia sẻ thêm một chút là về cái vấn đề bây giờ mà anh em chúng ta là diễn đàn, là những người dân chúng ta lên chúng ta góp ý thôi và nhìn nhận thôi, chứ chúng ta không có nói thẳng. Là quan điểm của em cũng vậy. Một, thứ nhất là chúng ta ở đây là nói lên cái suy nghĩ cá nhân của mình, chứ mình không 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 có mang mang danh nghĩa của tổ chức cá nhân nào. Đó, thứ nhất. Thứ hai là mình cũng không nói xấu về nước Mỹ, nói rõ quan điểm như thế. Nước Mỹ vẫn là cường quốc số một thế giới. Đó, chúng ta phải khẳng định và thừa nhận điều đó không sai. Đó, thế nhưng tại sao ở đây chúng ta không nói xấu nước Mỹ và phải thừa nhận điều đó? Nhưng mà tại sao chúng ta lại đề cập những vấn đề đó? Bởi vì là những cái vấn đề đó ở nước Mỹ có, nhưng tại sao các anh không nói? Các anh với tư cách là công dân ở đó, các anh không nói mà các anh cứ nói chuyện về Việt Nam làm cái gì, đúng không ạ? Việt Nam đã có người dân ở trong nước Việt Nam, người ta nói rồi, đã có các cơ quan thông tấn báo chí rồi, các cái tổ chức cơ quan chính trị nhà nước người ta phát biểu rồi, không cần đến các anh phải phải nói. Người dân người ta hàng ngày người ta theo dõi, người ta biết cả, thì làm gì mà các anh phải phải nói làm gì? Mà cái sự việc là các anh nói thì nói sự việc thì một, mà các anh xuyên tạc thêm 9 phần nữa với thành một cái bài viết hoặc cái bài nói chuyện các anh, thì cái này với là cái nguyên nhân chính mà chúng ta cần nói đến. Đó là các anh ấy chủ động, các anh gây chia rẽ, các anh làm cho người dân người ta hoang mang, làm cho xã hội bị xáo trộn, mất ổn định. Mục đích của các anh là cuối cùng cũng chỉ để chống phá thôi, chứ làm cái gì đâu, đúng không ạ? Thế nhưng mà Chính xác. ngược lại ở đây ấy, không biết là quan điểm của anh nghĩ như thế nào. Thế nhưng quan điểm của em ấy, thì nhiều khi em cũng nói thật là cũng cảm ơn các anh một phần đấy, bởi vì các anh ở ngoài ấy, là các anh cứ bơm tiền về. Thế là có những thành phần ở trong nước ấy, là người ta lười ăn mỏng, là chỉ thích ngồi không ăn sẵn cái kiểu thế. Thế là cứ giấu mặt đi, bắt đầu là rêu rao tôi là người dân, rồi tôi bày tỏ chính kiến thế này thế kia. Thế là dẫn đến cái việc là gì? Dẫn đến là dần dần các anh lộ bản chất ra, lộ bản chất là ngồi không ăn sẵn chỉ chống phá kiếm tiền. Thế là nhà nước mình hốt phạt đưa vô, thế có phải đỡ mất công không, đúng không ạ? Đúng Và rồi. đặc biệt là nhà nước mình ấy, có một cái hay, đó là riêng tất cả những cái trường hợp nào các anh muốn nhận về làm con nuôi, cháu nuôi hay là bố nuôi, mẹ nuôi, chỉ cho các anh đón tất, các anh mang hết về bên đấy các anh nuôi. Đấy, còn nuôi như thế nào và các anh ấy có sống được hay không, các chị có sống được hay không, đó là do các anh các chị, nó chả liên quan gì đến Việt Nam. Em thấy đã hay đấy. Chính Việt Nam mình mà xuất khẩu được những cái thành phần này, mặt hàng quý hiếm này, tuyệt vời đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Đấy. Thế nên là chúng ta cũng phải hiểu là cái mục đích chính của người ta nói là để làm gì. Đấy, chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ là người ta nói xấu, nhưng nói xấu để làm gì nữa chứ, đúng Chính xác, không ạ? chính xác. Cái đoạn này Đấy, nè, còn cái đoạn này nè, cái đoạn này em muốn chia sẻ với Chung với mọi người thế này nè. Theo cái Chung vừa nói cái mục đích chính của họ đó, thì với góc nhìn của anh thế này thì không biết Chung nghĩ thế nào nha. Đó là cái câu chuyện nó nằm trong cái chiến lược diễn biến hòa bình. Và cụ thể chúng ta nếu mà những người nào mà có tìm hiểu nhiều á, chúng ta nhìn về cái bài học tan rã của Liên Xô cách đây 30 năm. Đó là gì? Họ cứ nhồi nhét cái tư duy tư tưởng gây chia rẽ người dân với chính quyền. Cụ thể là gì? Bất kể các cái câu chuyện gì á thì họ cứ thổi phồng và họ bơm thổi lên để làm cho người dân hoài nghi. Giống như mình nói hồi nãy đó, họ hoài nghi cụ thể là gì về vai trò của Đảng Cộng sản ở lãnh đạo của đất nước như thế nào. Đến thời cơ chín muồi họ sẽ khởi động, họ kích động và thậm chí là những cái đội phối hợp với những gọi là cái đối tượng luồn sâu leo cao, đúng chưa? Đó, chúng ta cứ nhìn cái bài học của Liên Xô á thì chúng ta sẽ nhận diện ra cái mục đích của cái vấn đề này nó rất là rõ. Bởi vì chúng ta một câu hỏi đó rất là rõ ràng, đừng có nói họ không hiểu, họ không biết chuyện, họ biết, họ hiểu hết đó. Nhưng tại sao?
họ vẫn cố chấp ra rả cái luận điệu và những cái chiêu trò đó suốt bao nhiêu năm qua. Đó thì với góc nhìn của cá nhân của anh á thì anh thấy như thế, không biết góc nhìn của Trung thì thế nào và mọi người như thế nào, thì đó là góc nhìn của mỗi người nha. Thật qua nói trước. Ok, xin mời Trung. Dạ đúng rồi anh, thực ra nói gì thì nói, giống như anh Chu Văn có chia sẻ thì em cũng rất là ok thôi, đồng tình thôi. Thế nhưng có cái là chúng ta phải hiểu là đúng là bây giờ Việt Nam và Mỹ đang là hợp tác hai quốc gia làm ăn, thế nhưng mà chúng ta phải hiểu là đôi bên cùng có lợi, còn nếu không có lợi dĩ nhiên người Mỹ người ta không làm đấy. Và ngay kể cả người dân bình thường chúng ta cũng đi buôn bán cũng vậy thôi, được mua vừa bán đấy, chứ không ai mà tự dưng để bảo thôi chỗ này đáng là tôi bán 10.000 nhưng mà anh thì tôi bán 3.000, không có đâu. Chúng ta đều có sự thỏa thuận trả giá làm sao cho nó phù hợp để đáp ứng có lợi cho cả đôi bên đó. Chứ còn nói thực tế ra mà nói thì cái việc mà đối đầu giữa hai thái cực thì nó vẫn diễn ra, hay đơn giản như trong diễn đàn của anh em chúng ta ở đây gọi là nói chuyện, gọi là chúng ta trao đổi thôi đó. Thế nhưng cũng có những anh quan điểm, anh lập trường anh khác, thì mình có nói gì thì anh vẫn cứ khác vậy thôi, anh vẫn khẳng định quan điểm của anh là đúng, đúng không ạ? Đây chúng ta không có cách nào khác cả, đây là chúng ta chỉ trao đổi bàn luận để có thể đưa ra được những cái chung nhất và hiểu sâu hơn về cái nội dung đó, chứ chúng ta không không mang tính chất đấu tố và cũng không mang tính chất bôi xấu hay là nói xấu nước Mỹ đó. Chúng ta phải hiểu vậy, mà chúng ta hiểu là mọi quốc gia đều có tồn tại của nó, thì chúng ta hãy nhìn nhận nó một cách khách quan và thẳng thắn, chứ không thể là cái việc nhà mình thì mình giấu đi, còn cái việc nhà hàng xóm thì mình cứ bươi ra cho nhà nó chửi nhau là không nên. Đấy, chúng ta phải hiểu vậy, và cái đó là cái mục đích của người ta, mà từ cái việc chửi nhau đó nó dẫn đến rạn nứt, rạn nứt rồi dẫn đến ly hôn đó là gia đình, còn quốc gia thì dẫn đến sụp đổ. Chúng ta hiểu đơn giản vậy thôi, cái quy Đúng rồi. mô thì nó chỉ khác nhau thôi, không không có gì cả. Còn cái vấn đề tiếp theo á là em muốn chia sẻ nữa là chúng ta nhìn kiểu gì thì nhìn, thế nhưng mà chúng ta phải phải hiểu là tại sao các anh ấy luôn đưa cái vai trò của Đảng và Nhà nước vào bất kỳ một cái vấn đề gì, là mục đích chính của anh là hạ uy tín thôi chứ không có gì khác, đúng không ạ? Chính xác, Hạ uy chính xác. tín đấy để các anh đạt được mục đích của anh ấy, và thực tế thì cũng đúng thôi. Bởi vì nếu mà so sánh như thế này thì nó hơi quá, nhưng mà em lấy một cái ví dụ và kể một câu chuyện vui thôi. Ví dụ chúng ta đi săn cũng vậy, đúng không ạ? Khi mà chúng ta cầm súng chúng ta đi săn, con mồi thường lúc đầu nó khỏe lắm, chúng ta không bắn được, thế nên là chúng ta mới sử dụng chó săn. Mục đích là gì ạ? Đuổi cho con mồi nó mệt đi, nó không chạy được nữa thì chúng ta mới tiêu diệt. Đấy Đúng là rồi. một câu chuyện vui nhưng mà nó là thực tế, nếu anh em mình hiểu á Chính thì nó xác rất là chứ. đơn giản, đúng không ạ? Chứ đây là em không, em nói rõ là quan điểm em, và em không so sánh với các anh kia, nhưng mà em kể một câu chuyện vui để chúng ta hình dung cái mô hình nó là như thế. Đấy là như vậy, chứ không không có gì là to tát cả. Còn giống như ở đây cũng có anh Hoàng Nguyên đấy, anh cũng có nêu một vài ý kiến, thì xin thưa với anh Hoàng Nguyên là như thế này. Quan điểm của em á, viện nghiên cứu chiến lược là người ta chỉ nghiên cứu thôi nhá, và cái nội dung nghiên cứu á, thì anh nghiên cứu cái gì cũng được, anh muốn công khai hay không công khai, anh muốn đăng ký bản quyền hay không, đó quyền của anh. Đấy, anh có thể nghiên cứu mà. Anh nghiên cứu ở đây không phải là nghiên cứu cái mà người ta đang làm, mà anh chỉ nghiên cứu là nghiên cứu lại quá khứ, lịch sử đã diễn ra và nghiên cứu dự đoán cho tương lai thôi. Chứ còn thực tế chính phủ, các quốc gia, người ta quan hệ với ai, người ta làm cái gì, không bao giờ người ta công bố. Nó là lĩnh vực tuyệt mật của một quốc gia, nó đi công bố cho cả cả quốc tế biết, không lẽ nó bảo thế đấy, báo cáo với các anh em đang định ngày mai là em quánh thằng Trung Quốc, xem quay sang em quánh thằng Syria à? Anh nói những cái câu mà nó rất là ngây thơ, đúng không? Không bao giờ có cái chuyện đó. Thế nên là Mỹ hay là bất kỳ quốc gia nào khác, người ta có một cái luật đó là giải mật, giải mật các thông tin trong cái thời hạn bao nhiêu năm cho phép. Nhưng anh hiểu tại sao bây giờ là Mỹ người ta công bố nguyên nhân người ta đánh Iraq là cái gì chưa ạ? Đúng ạ? Rồi Mình thì anh gọi là giải mật, mình thì gọi giải nhá. mật, còn mấy bác bên kia gọi là bạch hóa. Thế nên là chúng ta phải hiểu là đúng, kể không phải riêng Mỹ mà Việt Nam mình có cũng có viện nghiên cứu chiến lược.
cái chính sách của Việt Nam qua từng thời kỳ, từ những ngày đầu như thế nào đến bây giờ như thế nào, và tương lai là người ta chỉ dự đoán thôi nhé, chứ Đúng rồi. không ai người ta nói cho các anh biết cả. Chứ còn nếu mà nói bô bô ra và báo cáo các anh ngày mai ông quánh lên Trung Quốc, các anh sang ủng hộ em nhé, thế mà nó quánh bỏ mẹ đi làm gì còn nữa, đúng không ạ? Không không có đâu đấy, chúng ta phải hiểu như thế. Còn riêng về chính sách vaccine á, chính sách vaccine thì các anh nên hiểu này, nếu anh Hoàng Nguyên anh tìm hiểu anh biết có bao nhiêu đội ngũ nghiên cứu khoa học về virus, chủng virus corona và vaccine đang ở Mỹ không? Anh biết được không? Nếu anh không biết thì anh nên tìm hiểu nhé. Các anh xem lại các cái chương trình mà người ta nói đó, là hai nhà khoa học đầu tiên của Việt Nam với phân tách được cái con virus đầu tiên đấy trên thế giới đấy. Nhưng mà Việt Nam chúng ta chưa đủ tiềm lực và chưa đủ tiếng nói, thế nên người ta triệu sang Mỹ đến giờ chưa về đâu anh ạ. À, anh tìm Phân hiểu lập rồi phải anh sẽ hiểu. Dạ đúng Phân rồi, lập cái đúng phân không? lập Phân con lập virus virus. đó đó, người ta tìm hiểu được cái quy trình đó, bây giờ người ta đang ở bên Mỹ, bên Anh để người ta nghiên cứu cùng với các nhà khoa học các nước đó để sản xuất vaccine đấy anh nhé. Nhé, còn Việt Nam mình mà đủ tình trạng như của Mỹ á, thì chúng ta đã bán bản quyền rồi nhé, chứ không không phải để đến ngày hôm nay đâu. Anh tìm hiểu anh sẽ biết thôi chứ có gì đâu. Còn dĩ nhiên Việt Nam chúng ta chưa đủ cái công nghệ thì chúng ta đi mua, đi ngoại giao, cái chuyện đó là bình thường đấy, không có gì cả. Dạ xin thưa với anh Hoàng Nguyên này, à, dĩ nhiên là khi người ta tranh cử tổng thống á, thì người ta sẽ đưa ra chiến lược sách lược phát triển, nhưng có cái ông nào ông đi đúng cái đường đó không? Anh nó buồn cười thiệt. Và ông tổng thống Mỹ không phải là người quyết định cuối cùng nhá, anh phải hiểu như thế. Thế nên chính sách của nó sẽ rơi vào từng ngày, từng tháng, từng năm diễn biến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của toàn thế giới và của đối tác và của các nước khác và của phe đồng minh, để người ta đưa ra cái đường đi cho nó phù hợp. Chứ các anh đừng nói thế. Thế bây giờ khi ông Biden ông lên, ví dụ chưa có virus corona, ông bảo là tôi sẽ đưa nước Mỹ như thế này như kia, bây giờ chết cả mớ đó. Chính sách nó có đúng không? Chúng ta không thể nói như vậy được. Anh nói như vậy thì nó mang tính chất hơi hơi cá nhân quá. Chúng ta hiểu nó vô tư đi. Chúng ta cứ suy nghĩ một cách đơn giản thôi. Ví dụ như anh cũng có lộ trình của anh sang Mỹ là trong đầu của anh tính toán, là anh nói với vợ anh sang đó 3 năm anh mua nhà, 5 năm anh mua xe, rồi 10 năm anh trở thành tỷ phú. Thế nhưng mà thực tế nó có được hay không, nó còn cả một cái chặng đường dài. Đó là nói thì ai cũng nói được, còn làm nó mới là quan trọng. Chứ anh đừng có nói thế, không ai người ta đi ngu gì người ta công khai chính sách của ngoại giao hay là chính sách quốc phòng người ta đâu anh ạ. Làm như thế thì quốc gia người ta làm sao còn được nữa. Anh nói rất là ngây thơ đúng không ạ? Đúng Thế nên là cái buổi ngày hôm nay em chia sẻ nó như vậy. Thế nhưng các anh cũng phải hiểu là cái cuối cùng nữa là cái vấn đề mà liên quan đến cái anh người Việt anh chia sẻ vấn đề đóng thuế mà bị như vậy á. rồi. Thì nếu như mà trong cái vụ Black Lives anh em mình mà xem á, thì vẫn còn video của cái tiệm vàng Mr. kim kim doanh hay kim danh gì người Việt á, bị người Đúng ta cướp rồi, cướp. hàng đó, đó bó tay không làm gì được đúng không ạ? Và như anh Thơ Quang đã chia sẻ từ clip á, là cái từ mà tham ô tham nhũng á, là nó rất là tối kỵ ở một số nơi đấy. Đặt vấn đề rất đơn giản thôi, ở bên Hoa Kỳ người ta khi tranh cử tổng thống người ta sẽ có những cái bộ phận Có gây quỹ. đi gọi là gây quỹ, và có những doanh nghiệp, có những tỷ phú người ta ủng hộ cả tỷ đô la đấy. Thế thì người ta ủng hộ không à các anh, đúng không ạ? Có ai cho không ai cái gì không? Không có đâu. Đừng có nói là cái chuyện người ta ủng hộ cả tỷ đô la, nó có mục đích của nó hết, nó có qua có lại với tọa lòng nhau các anh nhé. Dĩ nhiên em không ở trong thì em không có biết rõ ràng đâu, thế nhưng chúng ta cứ hiểu một câu đơn giản là không có cho ai không cái gì cả. Thế nên là chúng ta đừng có nghĩ nó đơn giản như thế. Và nếu như Việt Nam cũng gây quỹ như vậy thì các anh sẽ nói cái gì? Đấy, em chỉ đặt câu hỏi cho các anh như vậy thôi. Còn tại sao á, mỗi một quốc gia nó có nền văn hóa, pháp luật khác nhau. Thế các anh cứ bắt chúng tôi về theo Mỹ là thế nào? Thế tại sao thì các anh không bảo Mỹ theo Việt Nam đi? Đúng không? Rất là vô lý. Mỗi một quốc gia nó khác. Chúng ta không thể áp dụng như vậy được. Đối với vị trí địa lý, phong tục tập quán, nền văn hóa của con người Việt Nam, chúng ta như vậy là phù hợp. Thì đối với người Mỹ, người ta cũng có phong tục tập quán, người ta cũng có những cái lợi thế, người ta đặt ra cái pháp luật để người ta quản lý đất nước, nó như vậy là phù hợp. Chúng ta không thể ép quốc gia này theo quốc gia khác được.
Còn nói về vấn đề chính sách ngoại giao á, thì anh Nguyên phải hiểu chung này này. chung 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 trước trước Dạ. khi chúng nói về chính sách ngoại giao thì anh nên xin hỏi Hoàng Nguyễn cái này cái à, tới Hoàng Nguyễn có nói là Hoàng Nguyễn phản biện trung là gì, anh lấy cái trước mắt biện minh cho cái chiến lược thì tôi chịu thôi, thì tôi chỉ hỏi Hoàng Nguyễn thế này nè, theo Hoàng Nguyễn hiểu á, như thế nào là khái niệm chiến lược đúng không ạ? Thì tôi không biết nha, nhưng mà với cá nhân tôi thấy thế này, nếu đã dùng tới cái chữ chiến lược á thì chúng ta phải hiểu đó là cái gì đó nó rất là dài hạn, là dài hạn đúng không? À, và như bạn Hoàng Nguyễn cũng nói thêm đó là do trước các vị tổng thống gì đó trước khi bầu cử họ đều ra những gọi là chiến lược của họ đó đúng không? Vậy vấn đề đặt ra tại đây, ví dụ như Trump đi lên bầu cử, ông cũng đã đưa ra những chiến lược như Hoàng Nguyễn nói đó, thì khi hết nhiệm kỳ của ông ta đó, cái chiến lược đó đó của ông Trump đã từng hứa hẹn với dân Mỹ có thực hiện được nữa hay không, đúng không? Có thực hiện được nữa hay không? Nếu không thực hiện được thì suy cho cùng cái nhiệm kỳ 4 năm đó đó, những tổng thống Mỹ hô hào chiến lược thế này thế nọ là Mỹ dân đúng không? Rõ ràng chưa? Trung công nhận điểm này không? Xin mời Trung. Dạ rồi, để em nói ngắn gọn thôi để cho Kiên Giang thì em thấy rất hay. Những cái lúc mà chúng ta đưa lên thì anh không vào đâu, anh đợi chúng ta lên xong anh nghe, bắt đầu anh lên anh mới nói. Nếu dĩ anh dĩ nhiên là anh cơ quan hay là anh em ở trong này cũng chả ngại hay là sợ gì mà không mời anh lên được cả. Anh lên thì cứ lên vô tư thôi. Thế nhưng em nói nốt ý cuối cùng rồi em cũng xuống, để nếu như anh Hoàng Nguyễn anh có lên tranh luận cùng với anh em mình thì mời anh lên. Đó là cái cuối cùng á, là thực tế ra cũng là liên quan ý kiến của anh Hoàng Nguyên thôi. Anh nói là người ta phản ứng ngoại giao. Xin thưa với anh là tại sao bao nhiêu quốc gia người ta không phản ứng ngoại giao mà tự dưng phản ứng ngoại giao Việt Nam làm gì? Anh Hoàng Nguyên anh ở Mỹ, anh có biết tại sao mà bao nhiêu năm nay Việt Nam với Mỹ chưa ký được cái hiệp định dẫn độ không? Và cái hiệp định tự do thương mại giữa Mỹ Việt Nam tại sao vẫn chưa ký kết hoàn thiện được không? Anh có hiểu cái đó không? Nếu như anh hiểu được á thì anh sẽ anh cũng sẽ hiểu ý anh em chúng ta trao đổi ngày hôm nay thôi. Không có ai mà tự dưng mà đi nói chuyện của quốc gia khác cả. Người ta phải có cái gì đó người ta mới nói, đúng không ạ? Người ta có cái gì đó người ta nói, và người ta phải có cái mục đích và người ta phải có cái lợi ích người ta mới nói, chứ không ai nói không không cả. Bây giờ nếu như như quan điểm của anh nói á, đúng không ạ? Thế tại sao Việt Nam sẵn sàng cho những cái người kia sang Mỹ ở, kể cả chưa chấp hành xong án phạt tù cũng cho đi, đúng không ạ? Và tại sao Hoa Kỳ phải can thiệp vào đó? Và can thiệp vào đó thì người ta được cái gì? Bởi vì trước khi lên bàn đàm phán thì chúng ta phải hiểu là khi chúng ta gây được áp lực cho đối phương thì cái lợi thế nó sẽ thuộc về chúng ta. Giống như các anh đi làm ăn cũng vậy thôi. Đó, các anh biết cái mặt hàng này ở cái địa phương này giờ nó đang rất là khan hiếm, thì bắt buộc các anh sẽ ép giá cho khách của mình. Cái đó là làm ăn và có lợi cho mình, chứ không ai mà tự dưng mà không không mà can thiệp, mà can thiệp theo độ ngoại giao. Và cũng cũng bổ sung thêm một chút là anh em ta phải hiểu là cái vừa rồi là chính thức là đại sứ quán Mỹ có ý kiến nha, nhưng mà chúng người ta dĩ nhiên người ta ý kiến chỉ qua loa thôi chứ không gay gắt như các lần trước. Đó, trên website chính thức của đại sứ quán Hoa Kỳ các anh có thể lên các anh xem là có, thì chúng ta xem bản dịch là có, nhưng mà người ta cũng dạng như kiểu Việt Nam mình ấy là rất quan ngại thôi chứ không nặng nề như những lần trước đấy, chứ không không thể là chúng ta là không có được đấy. Thế nên chúng ta phải hiểu là người ta có mục đích của người ta thì người ta có cái can thiệp như vậy, và khi có can thiệp vào đó thì các cái anh kể cả trong nước các anh lợi dụng vào vấn đề đó là các anh ấy đi, các anh ấy gào thét lên, các anh bảo à tôi là được ủng hộ, giống kiểu anh Đào Minh Quân, anh có con mẹ gì đâu nhưng anh bảo là tôi là được chính phủ Hoa Kỳ yểm trợ, nghe khủng khiếp không? Thế là một số ông nhào nhào theo cái là vô sọt hết. Đó là cái văn của các anh là như vậy, là các anh té Đào nắp Minh theo Quân tính té ra nước Đào Minh theo Quân nó mưa ngu đúng không Trung, tính ra Đào đấy. Minh Quân nó ngu đúng chưa? Đào Minh Quân phải nói á, tôi được thằng Kiên Giang nó yểm trợ vậy chứ mà có thể thành công, chứ mà đi nói nước Mỹ yểm trợ thì nó quá đáng, người dân Việt Nam người họ không tin đúng chưa? Thí dụ Đào Minh Quân nói ok tôi được thằng Kiên Giang ở trong nước Việt Nam nó yểm trợ nè, mọi người nghe theo tôi đi là sẽ thành công,
tập quân tính ra còn ngu. Và cái chính sách cuối cùng đó thì người ta cũng mục đích cuối cùng người ta cũng là để gây mất đoàn kết trong nước và để dẫn đến cái mục đích người ta mong muốn thôi. Nhưng mà cái này thì tương lai thì không biết thế nào, nhưng hiện tại trước mắt thì khả năng là còn lâu và thậm chí còn rất lâu nữa. Cái này các anh không thể làm được. Bởi vì nếu mà nhìn mặt bằng chung á, thì đại đa số người dân trong nước bây giờ người ta mà xem được những cái cảnh như ở đầu clip á, thì người ta bảo có cho tao sang Mỹ tao không sang. Tôi khả dám khẳng định như vậy. Và giống như hôm trước anh nào đó, anh Kiên Giang anh nào bảo muốn sang Mỹ, xin thưa các anh giờ thích các anh đi thoải mái. Quan trọng là các anh sang Mỹ, Mỹ nó có cho anh định cư hay không thôi. Chứ còn nhà nước không có cấm anh nào đi hết. Anh thích anh cứ làm thủ tục anh đi. Đủ thủ tục anh đặt máy bay anh sang Mỹ, quan trọng Mỹ có cho anh ở hay không ấy, cái đó mới là điều quan trọng. Chứ còn nhà nước đâu có cấm anh đi đâu. Tôi nói thật, quan điểm của tôi rất ủng hộ. Các anh không cần phải kêu gào gào thét trong nước làm gì cả. Các anh cảm thấy chán ghét chế độ, cả không ưa chính quyền hay là không thích Đảng Cộng sản hay vân vân, các anh có thể đi sang cái xứ tự do, đi sang cái nơi mà anh mong muốn, anh thấy anh sống là nó được đảm bảo hơn thì các anh cứ đi thôi, nhà nước đâu có cấm, đúng không ạ? Kể cả như tôi bây giờ tôi thích thì tôi vẫn làm thủ tục tôi đi thôi. Quan trọng tôi sang đó người ta có cho tôi ở lại hay không. Nhiều khi sang đó để ở để không mang lại lợi ích thì cho người ta mà có khi lại trở thành cái gánh nặng của xã hội người ta nữa. Đúng không ạ? Người Mỹ là đúng quốc gia hợp chủng quốc Hoa Kỳ, người ta thu thu nạp rất nhiều người, nhưng quan trọng là gì? Nó có hai vấn đề chúng ta phải hiểu, đó là nhân tài cái đầu tiên người ta đặt lên, thứ hai nữa là lực lượng gì, lực lượng đối kháng, chứ không phải không không mà người ta giống như kiểu các anh thấy không, cái vụ Afghanistan vừa rồi đó cũng toàn phe chính phủ mà bị đánh bại chạy sang đó, chứ cũng đâu có mấy đâu, đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu đấy. Hoặc là những người dân người ta mất nhà mất cửa màn trời chiếu đất, người ta không còn đường nào khác thì người ta đi thôi, chứ còn ai người ta đi đâu. Dân số Việt Nam ở trong nước giờ 90 mấy triệu dân cơ mà, thì các anh cứ bảo là các anh đi, các anh thích thì các anh cứ đi, đâu ai cấm, đúng không ạ? Cái này thì em cũng chia sẻ một chút vậy thôi, cũng không mang tính chất bức xúc đâu, nhưng mà cũng 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 nói lại một chút xíu, là cũng nhắc lại một lần nữa là đây là quan điểm của cá nhân khách mời thôi nhé, và cũng không đại diện là tổ Ok chức cá nhân nào, và cũng không có nói xấu về nước Mỹ, không bôi nhọ nước Mỹ hay lãnh đạo của Mỹ đấy, và cũng không đả động gì đến chính sách ngoại giao của hai nước, bởi vì chúng ta chưa đủ trình để biết được người ta ngoại giao như thế nào, nói thẳng như đúng thế. rồi. Đây thì chỉ là chúng ta bàn luận theo tư cách cá nhân, và mục đích cuối cùng đó là gì, đó là ở Việt Nam có những tồn tại như vậy, và ở quốc gia khác không riêng gì Mỹ có, cũng có những cái tồn tại như vậy, thì chúng ta không nên bới móc và so sánh hay gì cả. Các anh đưa tin đúng sự thật là chúng tôi cảm thấy là phục các anh rồi, chứ các anh đừng có lôi vào đây lôi những cái không liên quan, như cái vụ cháu bé 8 8 tuổi đấy, tôi khẳng định lại lần nữa là không liên quan gì đến nhà nước nhá, các anh phải nhớ như thế. Cái việc này là việc liên quan đến gia đình người ta. Nếu mà hàng xóm láng giềng người ta ở bên cạnh người ta không không biết đó, mà người ta không báo hoặc biết không báo đó, thì nó khác. Chứ chúng tôi là người dân chúng tôi không có liên quan gì cả, thế nhưng mà các anh nói nó sai bét tè nhè đi. Đấy, như anh Chu Văn đã nói đó, không có cái bộ giáo dục nào dạy cho học sinh Mỹ bắn rơi bạn chết ngoeo tè nhè đó đâu. Đấy, ở Việt Nam cũng vậy, không ai dạy cho cô giáo trước của cái người mẹ đấy kế đấy, cũng không dạy cho cô như vậy đâu. Thế nên là cái việc hành xử là hành xử của cá nhân và việc của gia đình nhá. Thế các anh đừng có lôi vấn đề của xã hội hay là của nhà nước vào đây. Thì em chỉ chia sẻ vậy thôi. Xin cảm ơn anh Thơ Quang và tất cả mọi người. Ok, anh cảm ơn Trung rất là nhiều. Cảm ơn Trung nha. Dạ chào anh.